Xin chào mọi người, mình là Dương. Thì hôm nay mình có một cái cuộc hẹn rất là đặc biệt với lại 2K hồ sơ, cũng khá là khó. Thì cũng rất là vui là hai anh chị có thể sắp xếp được cái thời gian để ghé lên công ty và cùng chia sẻ về cái hồ sơ của mình cho tất cả các khách hàng cùng xem và có thể là tự tin để phỏng vấn hoặc là có thể tự tin phỏng vấn và apply hồ sơ cho của mình. Thì Dương xin được phép giới thiệu là ở đây thì mình có anh Đức với lại chị Ngọc. Là mới phỏng vấn visa Mỹ vào ngày 1 tháng 1 vừa rồi đúng không anh chị? Ngày 1 tháng 11, dạ đúng rồi. Thì đây, ở trên bàn hiện tại đây là visa của hai anh chị. Thì chắc là để đặc biệt hơn thì em để cái phần này, cái phần khui để nhận cái visa của mình cho anh chị. Sau đó thì mình sẽ có những cái chia sẻ thêm hơn nữa cho tất cả mọi người cùng biết về hồ sơ và cũng như là quá trình phỏng vấn của anh chị đó. Rồi cái này là anh chị là... Được bên đại sứ quán ta họ làm bao bì với lại bằng chuyển đi rất là kỹ. Dạ. Cái này là của anh Đức. Dạ đây, visa của mình. Rất là vui kìa. Dạ, rất là vui khi là nhận được visa ha. Dạ. Một chiếc còn lại là của chị Ngọc. Dạ đây. Dạ. Dạ. Ok. Em không biết là cái cảm giác của anh chị sau khi mà mình được lãnh sự quán giữ lại cái passport của mình thì như thế nào nha. Anh chị có thể chia sẻ cho tất cả các khách hàng cùng biết về cái cảm nhận và cảm xúc của mình trong cái khoảng trong cái thời điểm đó. Dạ. Lúc mà phỏng vấn anh chị vô tư như thế. Dạ. Đứng trở lại bình thường khi mà cái người phỏng vấn người ta kêu rồi xong hết họ cũng biết là gì. Rồi. Dạ rồi. Người ta chính là rồi. Rồi xong. Dạ. Không biết đứng không đi bây giờ chứ như là mình bị đơ rồi khi kêu rồi xong dạ. Không nói gì nữa cái rồi cái quốc ta đi xong rồi 200 đi ra dạ là giữ passport lại của anh chị thôi. Dạ thì anh chị có thể trước tiên thì anh chị có thể là chia sẻ giúp em đến tất cả mọi người thì không biết là hồ sơ của anh chị là như thế nào ha, ví dụ là về công việc, về sự du lịch và tất cả những tài chính của mình hiện tại ở Việt Nam như thế nào á. Và tại sao lại ngay cả em và cả chị Phương nữa cũng thấy là mình rất là đặc biệt và hai chị em khi mà gọi và điện với nhau là cũng rất là bất ngờ về cái kết quả nhận được của hai anh chị, thật sự là rất là vui luôn. Thì anh sẽ có thể chia sẻ đặc biệt hơn là chia sẻ cho em và bên cạnh đó là tất cả mọi người cùng nghe về cái hồ sơ của mình. Dạ. Thì anh chị cũng là con nhân viên thôi. Dạ. Thì có gì cũng biết hay thật ở đó trong đó. Dạ. Thì trong cái hồ sơ của mình thì như thế nào người ta hỏi sao mình trả lời y như thế cái tài khai mình khai. Dạ. Tại vì lúc người ta hỏi người ta không có nhìn mình, ta nhìn vào cái những cái máy tính. Dạ máy tính. Mình người ta coi hồ sơ mình chứ hay sao đó không biết. Dạ. Thì người ta hỏi sao cái mình đứng đây mình cái trả lời y. Dạ y vậy. Dạ. Những cái như bốn câu. Bốn câu thì bốn câu đó là những câu gì ạ? Cái đầu tiên là hỏi bạn đi Mỹ làm gì. Dạ. Cái câu đó là như. Thì anh chị trả lời sao nhỉ? Thì anh cũng trả lời là cũng nhân dịp cái kỷ niệm hai chồng anh kỷ niệm 24 năm ngày cưới. Dạ. Cho nên là chúng tôi có chọn cái tour của công ty Việt Mỹ. Dạ. Để làm một cái kỷ niệm 24 năm của vợ chồng chúng tôi. Dạ. Tại Mỹ. Dạ. Rồi cái thôi, trả lời được. Nó nói là ghé thăm chị nữa. Không, trả lời sau đó người ta hỏi anh làm gì. Dạ. Thì anh nói tôi vẫn là người lái xe lãnh đạo công ty gì đó. Dạ. Dạ. Sau đó chuyển qua hỏi chị. Dạ. Làm gì? Hiện giờ cũng nói là cũng làm ở cái công ty CDC. Dạ. Cái người hỏi là bao nhiêu lâu rồi? Trả lời cũng 18 năm. Dạ. Đứng này cũng trả lời bình thường. Dạ. Cái hỏi anh chị có bao bổ không? Dạ. Nó nói dạ có, xin mình lại xem. Rồi. Ừ. Lên mặt xem nó bình thường là xem trả lời. Dạ. Dạ. Nhưng mà lịch sử du lịch của mình thì như chị Ngọc thì chị đi được những nước nào rồi chị Ngọc? Chị đi Thái Lan, Đài Loan với Trung Quốc. Dạ. Còn
chị mới đi Thái Lan thôi, mà hai vợ chồng anh chị còn có đi chung với nhau nữa. À, là còn bị tắc nghiệp. Tại vì là trước đó trong khoảng cuối tháng 10 á là có một cái hồ sơ là cũng lớn tuổi rồi, rất là tốt, rất là đẹp luôn. Thì có một người chồng mà đi rất là nhiều, còn một người vợ thì chỉ đi một nước thôi. Thì nó rất là thắc mắc là tại sao hai vợ chồng lại không đi chung với nhau, mà tại sao người chồng mà đi nhiều đi ít và đánh trượt hồ sơ. Thế như vậy nó nói chung là đôi khi là theo như cách mà cái câu trả lời đầu tiên của anh Đức đến đại sứ quán á, là tại vì anh chị đang muốn là đi tour du lịch Mỹ nhân cái dịp và kỷ niệm 24 năm của mình. Thực sự là thì đó lúc đó mình mới nhận ra là cái mục đích đi của mình như thế nào để mình trình diện lên cho đại sứ quán, cái đó là cái rất là quan trọng. Đa phần là lãnh sự quán cần biết được cái mục đích du lịch của cái đơn apply hồ sơ đi là như thế nào và có ràng buộc cao ở Việt Nam hay không. Thì ở đây em biết là lịch sử du lịch của anh chị cũng không được quá tốt như tất cả những đơn mình apply hồ sơ ở trên công ty em, nhưng mà được cái là anh chị đi có một mục đích rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái ràng buộc cao của anh chị là anh chị có con cái ở đây hết, anh chị có được tài sản tài chính ở đây, nên là đó là một cái rất là quan trọng. Thì em cũng qua nhân tiện qua đây là cái về cái kê hồ sơ của anh Đức và chị Ngọc, thì cũng hy vọng là tất cả các đơn nếu như trường hợp tất cả quý khách hàng nếu như mà có được cái mục đích đi rõ ràng, mình đi du lịch hoặc mình lâm thân và mình có được cái ràng buộc cao, và khi mà mình không cần phải có quá nhiều tiền trong sổ tiết kiệm thôi, mình cũng không cần đi quá nhiều, chỉ cần mình có được mục đích đi rõ ràng thì mình cứ tự tin apply hồ sơ để xin visa. Không, theo thấy thẩm định hai cái câu rất là hai lần. Dạ. Một lần hỏi là có người thân ở Mỹ không? Dạ. Anh trả lời có chị tôi ở Mỹ. Dạ. Ở thành phố đó. Dạ. Ở đang đó. Dạ. Dạ. Sau đó một hỏi nữa, người thân mới làm gì? Dạ. Anh nói là có hai cái nhà hàng ở Mỹ. Dạ. Sau khi tôi đi tour tham quan xong thì tôi ghé thăm hai nhà hàng của chị tôi. Ừ. Và ngày 5 tháng 1 tôi sẽ có mặt quay về tại Việt Nam. Dạ. Đó trả lời. Đó là anh trả lời đã là chắc chắn cho người ta là cái thời gian anh đi và thời gian anh về là mình không có lý do gì để mình ở lại bên Mỹ. Là nói chung là rất đó một phần đó là một câu trả lời khá là khôn khéo của anh Đức với lại chị Ngọc luôn. Dạ, thì không biết là quá trình mà trong quá trình trước khi đi phỏng vấn thì không biết là phòng visa bên em thì nghe nói là hỗ trợ anh chị cũng rất là nhiệt tình, thì không biết là anh chị có được cái cảm nhận và nhận xét gì về quá trình làm việc của bên em không ạ? Dạ. Không, cái về cái phần mà sắp xếp hồ sơ visa thì theo thấy là chưa có ổn. Tại vì cái bạn nó sắp xếp thì cái giấy tờ nó chưa có theo cái trình tự mình để mình đi vào á. Còn cái những cái như cái D60 hay là cái cam chỉ đi chung á là phải cái bắt buộc phải đi chung, không có tách. Không, còn cái hình á là mình phải để vào cái passport mới. Tại vì vô cái khi mà người ta kiểm tra passport và người ta nhận hình tại của người ngoài chứ bên trong không có khi mà kiểm tra passport cũ không có cần cái hình. Còn cái hình mình không nên để passport cũ. Passport phải kẹp vào cái passport mới. Khi người ta check cái passport thì người ta nhận một cái hình. Và đặc biệt là cái hình không được Photoshop. Dạ đúng rồi. Những cái người mà chụp hình Photoshop anh thấy đa số là yêu cầu chụp lại không, người ta không yêu cầu chụp lại mà có khả năng là rớt luôn. Dạ rồi, okay. Cái này là cũng sẽ một phần là cái kinh nghiệm về trong hồ sơ. Khoát cái áo khoát vô là mới biết mình phụ. Tại vì là nếu mà tại vì thường là sứ quán người ta họ rất yêu cầu kỹ về hình, hình không có được trùng trên mặt hộ chiếu, hình không được trùng cho tất cả các visa khác, và trên cái phong thái và cái trang phục của mình nó phải chuẩn chu, tóc tai đều tất cả mọi thứ đều chuẩn chu. Khi xếp hàng anh thấy mọi người đang kiểm tra cái này và hình, thì anh phải lấy cái bạn kia xếp cái hình anh ở dưới rồi, phải lấy ra kẹp cái này. Tại khi mà người bỏ hình cái bịch cái đò thì nó bị lượng thở nó lâu nên cho người ta cái chạy cái đò sẵn ở đây đưa luôn và cái hình tay luôn. Rồi cái này thì em sẽ đi nhận về cái phần góp ý của anh, rất cảm ơn cái phần góp ý của em để em nhắn lên các bạn để có gì các bạn để ý lại và sắp xếp hồ sơ lại sao cho nó cẩn trọng nhất cho khách hàng để đi phỏng vấn. Nói chung là rất cảm ơn anh chị đường xa xa xôi với mình làm lộn cũng phải hơn 45 phút nhờ 45 phút để lên đây rồi có những cái cuộc trao đổi với em như vậy, thì em rất là cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian. Thì sắp tới thì hẹn anh chị sẽ tham gia cùng với hội công ty vào dịp lễ Noel là 23 tháng 12 này ha. Dạ rồi em cảm ơn. Cái này thì em gửi passport lại anh chị để anh chị giữ lại, và đến ngày đó thì mình cứ bên em sẽ có nhiều khi trực tiếp liên hệ với anh chị để bắt đầu mình sắp xếp mình đi tour.
Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nhiều ha. Dạ.